Năm 2024, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có kế hoạch trồng mới và trồng lại sau khai thác 1.600 hecta rừng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã trồng mới được hơn 800 hecta rừng, đạt trên 50% kế hoạch. Ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Thanh đã phối hợp với các xã thị trấn, tổ chức họp thôn bản, vận động các hộ dân chủ động đăng ký diện tích trồng rừng, thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh, chuẩn bị tốt hiện trường. Cùng với đó, chủ động đấu mối với các đơn vị sản xuất cung ứng cây giống lâm nghiệp để đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn về chiều cao đường kính mới được xuất vườn đưa ra trồng. Bên cạnh việc trồng rừng, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an toàn cho 37.600 hecta rừng hiện có trong mùa nắng nóng.